trời thương Phật độ, cát tinh cao chiếu, tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, nam mạng, năm Giáp Thìn 2024. Nếu như nắm bắt được ba cơ hội vàng này, giàu sang phú quý hơn người, tiền vàng bạc tỷ cầm tay, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Quý tín chủ tuổi Tân Hợi thân mến, người xưa có nói, ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác. Có nghĩa là trời đất xưa nay vốn dĩ rất công bằng, con người chiêu mời phúc hay họa hết thảy đều ở tâm của mình khởi lên. Nếu không muốn hối hận về sau, thì ta cần phải thận trọng ngay từ phút khởi niệm ban đầu. Ý nghĩa ấy cũng tương tự với câu, đức năng thắng số trong tử vi học. Sống có đức độ, ắt thắng được số phận nghiệt ngã. Có người xác nhận nghiệp giữ quả báo tới mà lúc phút cuối cùng lại thay đổi cục diện, chuyển biến tình hình từ xấu thành tốt, thu hái để lộc lá về tay, ấy là do đức năng của người đó. Theo các nhà tử vi học phương Đông tiết lộ, người tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, nam mạng, đã trải qua nhiều khó khăn trong vận trình hung tinh chờ trực chuẩn bị giáng xuống đầu con giáp này. Tuy nhiên, năm 2024, nếu nắm bắt được ba cơ mệnh này, bản mệnh sẽ xoay chuyển càn khôn, cải biến vận mệnh, tiền bạc kéo đến ầm ầm, trúng số độc đắc, đổi đời đại gia, trả sạch nợ nần, mua nhà, mua đất, mua xe mà mọi người đều chẳng hiểu vì sao. Vậy, năm 2024 tới đây, tuổi này làm sao có thể vượt qua được mọi gian nan, thử thách ngoạn mục đến như vậy? Ba cơ hội vàng đó là gì? Vận trình Tân Hợi sẽ biến động ra sao? Mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Đầu tiên, thông tin đặc trưng phân biệt người tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, nam mạng. Tuổi Tân Hợi hay còn được gọi là khuyên dưỡng chi chư, hay còn được gọi là lợn nuôi nhốt. Năm sinh dương lịch, từ 27 tháng 1 năm 1971 đến 14 tháng 2 năm 1971. Nam sinh âm lịch Tân Hợi, thiên can Tân, tương hợp Bính, tương hình Ất Đinh, địa chi Hợi, tam hợp Hợi Mão Mùi, tứ hành xung, dần thân Tỵ Hợi, mệnh Kim, thoa xuyến Kim, vàng trang sức, tương sinh, thủy, thổ, tương khắc, mộc, hỏa, con nhà Bạch Đế, số phú quý, xương con heo, tướng tinh con cọp, cuộc đời được ông quan đế độ mạng. Tân Hợi với nạp âm hành Kim, do can Tân Kim kép với chi Hợi Thủy, Kim sinh nhập Thủy, nạp âm cùng can chi lại tương hợp ngũ hành. Thuộc lứa tuổi có căn bản thực lực hơn người, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời, từ tiền vận cho đến hậu vận. Nếu ngày sinh có hàng can canh, tân, nhâm, quý, sinh giờ sửu, mùi, lại được hưởng thêm phúc đức của dòng họ. Sinh vào mùa thu và các tháng giao mùa là thuận mùa sinh, mùa hạ ít thuận lợi hơn. Tân Hợi có đầy đủ hai đặc tính của can tân, tính tình thận trọng, cương nhu tùy lúc, gặp thời biến hóa như rồng, sắc sảo, quyền biến và trực tính nên dễ va chạm. Chi Hợi thuộc chòm sao song ngư, tượng trưng bằng hai con cá đặt ngược chiều, một dạng cá kình vùng vẫy trong sóng lớn hơn biển cả, một dạng cá cảnh nuôi trong bình làm cảnh. Mẫu người với cuộc sống có lý tưởng cao đẹp, bản tính phóng khoáng, đôi lúc ngây thơ, lãng mạn, tự tin, kiên cường, có tài của bậc lãnh đạo, có ý chí tiến thủ cao. Mẫu người Tân Hợi, thuở thiếu thời hơi lao đao, nhưng sau khi lập gia đình thì yên ổn, vững vàng, có trực giác cao, dễ thụ cảm, thích ôn hòa, êm dịu. Tuổi Tân Hợi là những con người thật thà, ngay thẳng và rất tốt bụng, họ dễ xúc động với những khó khăn bất hạnh của người khác. Bởi vậy, tuổi Tân Hợi hay tham gia vào những hoạt động từ thiện để làm nhiều việc có ích cho xã hội. Vẻ bề ngoài của tuổi Tân Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền bất kỳ điều gì. Họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng, chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản, tuổi Tân Hợi luôn biết cách cân bằng, điều hòa cuộc sống của chính mình. Dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét, làm ầm lên cho những người khác biết, cũng không ỷ lại, dựa dẫm vào ai. Những người này âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung, quả quyết. Trong con mắt của người xung quanh, tuổi Tân Hợi là những người rất thân thiện và hòa đồng, họ chẳng bao giờ to tiếng, quát tháo một ai, dù người đó có mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Sự bao dung và nhân hậu luôn tồn tại trong con người tuổi Tân Hợi, họ sẵn sàng tha thứ và cảm thông cho những lỗi lầm của người khác. Tân Hợi thuở nhỏ, phải chịu nhiều cuộc sống thiếu thốn, khó khăn, bởi vậy họ sớm cố gắng, phấn đấu nỗ lực để xây dựng cuộc sống ổn định, đầy đủ. Khi trưởng thành, tuổi Tân Hợi gặp được nhiều may mắn, cơ hội để phát triển bản thân, càng về sau càng được hưởng tài lộc, phú quý. Về ưu điểm nổi bật, người tuổi Tân Hợi chính thức làm việc gì cũng chuyên tâm, nhân duyên cơ hội cũng rất tốt. Tính tình ngay thẳng, tâm địa thiện lương, nội tâm kiên cường, có thể bảo vệ bản thân cũng như những người quan trọng. Có khó khăn người tuổi Tân Hợi trực tiếp đương đầu, là người trọng tình trọng nghĩa, đàng hoàng thẳng thắn, không câu nệ tiểu tiết.
Tiếp nữa, người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, bẩm sinh có suy nghĩ, tư tưởng đơn thuần, không tính toán chi li, họ tuyệt đối không phải là người có thể đâm sau lưng người khác, bán đứng bạn bè. Thái độ của người tuổi Tân Hợi đa phần là hiền hòa, nhẫn nhịn, họ cũng không dối trá quanh co, lừa gạt người khác. Về khuyết điểm, người tuổi Tân Hợi không kiên định sống theo cảm xúc, khoan dung quá nhiều thành nhu nhược đối với những dối trá lừa gạt, thiếu khả năng phân biệt đúng sai. Người tuổi Tân Hợi bản chất tâm địa thiện lương, đối với người mới quen sẽ không cảnh giác, không đề phòng, không có linh cảm ngờ vực. Cũng vì vậy, họ dễ bị lợi dụng, giỏi phê bình chê trách người khác, lại không giỏi giao tiếp, góp ý. Vì vậy nên tránh những trường hợp này để khỏi tai bay vạ gió. Tính tình thô bạo, dễ xúc động, dễ bị kích thích, thiếu đi sự suy nghĩ cẩn thận trước khi hành động. Người tuổi Tân Hợi cũng rất ham chơi, không có chí tiến thủ, vươn lên tầm cao mới. Họ còn có một khuyết điểm rất đáng chê trách, đó là hay gây sự, đùa dai. Một khi đã định trêu chọc ai đó, nhất định sẽ không bỏ cuộc, phải khiến đối phương tổn thương mới chịu bỏ qua. Nam mạng tuổi Tân Hợi, thuở nhỏ phải chịu cuộc sống thiếu thốn, khó khăn, bởi vậy họ sớm cố gắng phấn đấu, nỗ lực để xây dựng cuộc sống ổn định, đầy đủ. Khi trưởng thành, tuổi Tân Hợi gặp được nhiều may mắn, cơ hội để phát triển bản thân, càng về sau, càng được hưởng tài lộc, phú quý. Tổng quan tử vi nam mạng tuổi Tân Hợi trong năm 2024. Thứ nhất, xem tử vi 2024 của nam mạng tuổi Tân HOIM theo can chi, ngũ hành. Xét về thiên can, Tân gặp giáp bình hòa, cuộc sống bình ổn, ít sóng gió, chủ động làm ăn, không lo túng thiếu. Xét về địa chi, Hợi gặp Thìn, bình hòa, không gặp quá nhiều trở ngại trên con đường thăng tiến, tiền bạc có phần dư giả hơn trước. Xét về ngũ hành, đương số mệnh kim, gặp năm hỏa bị khắc chế, tránh xa các mối đầu tư mạo hiểm hoặc mang tính đỏ đen, kẻo hao tổn tiền bạc. Sức khỏe có dấu hiệu giảm sút, thận trọng khi đi xa. Tiểu kết, với nam mạng tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971 năm 2024, được đánh giá là một năm bình hòa, ít sóng gió với bản mệnh, mưu cầu công danh vẫn có những tín hiệu tích cực. Vấn đề tài chính cần hết sức thận, trọng đầu tư làm ăn, tránh ra các mối mạo hiểm hoặc đỏ đen. Chú ý, chăm sóc sức khỏe và thăm khám định kỳ. Thứ hai, xem tử vi Tân Hợi, sinh năm 1971, nam mạng theo sao hạn. Năm 2024, tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, nam mạng, gặp sao Mộc Đức. Sao Mộc Đức là một phước tinh thuộc hành mộc trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Dù nam hay nữ mà được sao này chiếu mạng đều gặp may mắn, một số tác động thường gặp đối với người có sao Mộc Đức chiếu mệnh. Quý nhân trợ mệnh, có thể gặp người tốt chỉ bảo thêm, trên con đường sự nghiệp kinh doanh được ví như vén mây mù che phủ để nhìn thấy mặt trời, mặt trăng, thoát khỏi mờ mịt tối tăm. Tuy nhiên, với người mới bắt đầu khởi nghiệp, cần thận trọng, đề phòng thất bại. Hôn nhân hòa hợp tốt về mặt cưới hỏi, có bạn bè mới. Nếu phụ nữ mang thai, gặp năm có sao Mộc Đức chiếu, thì tính cách đứa trẻ sau này kiên cường, điềm tĩnh, quyết đoán, có cơ hội thăng quan tiến chức, công việc bình an, sinh tài sinh lợi. Người mệnh kim hoặc mệnh mộc gặp mộc đức tinh thì sẽ gặp trở ngại ở tiền vận, nhưng cuối năm lại thuận lợi, an toàn, khi ở hung vận, đề phòng thương tật ở mắt. Thuận lợi là thế, nhưng khi có sao Mộc Đức chiếu mệnh, không nên quá tự phụ, kiêu ngạo, hãy khiêm tốn lắng nghe ý kiến mọi người xung quanh, đặc biệt là lãnh đạo hoặc tiền bối đi trước, gặp phải chuyện khó thì bình tĩnh tìm cách giải quyết. Đặc tính của sao chiếu mệnh Mộc Đức có ghi trong đoạn thư sau. Mộc Đức tọa mệnh trong năm, tháng 10 tháng chạp tin mừng tới thăm, được người trợ giúp không ngừng, tiền bạc vay mượn đem cho nhẹ nhàng. Thanh long chiếu mệnh vững vàng, có người chỉ bảo vượng đường làm ăn, ví như trời tối gặp trăng, cá kia gặp nước làm ăn rõ đường. Tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, nam mạng, trong năm được sao Mộc Đức chiếu và sẽ gặp nhiều may mắn. Tháng 10 và tháng 12 âm lịch có tin vui, được quý nhân giúp đỡ về vấn đề tiền bạc, sự nghiệp suôn sẻ, hanh thông. Năm 2024 này, có sao Mộc Đức chiếu mạng, tuổi Tân Hợi có thể gặp được quý nhân chỉ bảo, trên con đường sự nghiệp, kinh doanh, dù gặp tai ương hoạn nạn, cũng biến nguy thành an, chuyển họa thành phúc, nên không phải quá lo lắng. Nhìn chung, bản mệnh nên chuẩn bị thật tốt những kế hoạch, dự án mà mình ấp ủ để triển khai nhé. Ngoài ra, chiếu theo ngũ hành thì Mộc Đức tinh thuộc hành mộc, vậy nên sẽ hợp các màu thuộc mệnh thủy tương sinh và mộc tương hỗ, đồng thời kỵ các màu thuộc hành kim, tương khắc, hành hỏa, sinh xuất. Do đó, bản mệnh tuổi Tân Hợi
nên dùng các màu sắc của hành thủy và hành mộc để vượng vận, hạn chế rồng hành kim và hành hỏa để tránh gây ra những ảnh hưởng xấu đến vận trình. Thứ ba, xem tử vi nam mạng, tuổi Tân Hợi theo niên hạn là Huỳnh Tiền. Huỳnh Tiền có nghĩa là suối vàng, đó là con suối có nước màu vàng lấp lánh ở dưới âm phủ. Nghe tới âm phủ là đã thấy tăm tối, nặng nề rồi, vậy là không hề an toàn, đầy nguy hiểm. Gặp hạn Huỳnh Tuyền, có thể đau ốm tới mức có thể từ giã trần ai để rũ bỏ bụi trần, ngao du tiên cảnh. Chính vì thế, chắc chắn đây là kiếp nạn nặng nề nếu gặp phải. Hạn Huỳnh Tuyền tốt xấu như thế nào? Khi nói tới hạn Huỳnh Tuyền, người xưa có câu: Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đóng mắt để phòng tay chân. Vậy là có thể thấy, gặp hạn Huỳnh Tuyền là hoàn toàn xấu, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, cần hết sức cẩn trọng. Về sức khỏe, người gặp nạn này dễ mắc đau đầu, chóng mặt, ảnh hưởng nhiều tới sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt, các bệnh liên quan tới mắt, tay chân. Do đó, trong sinh hoạt, công việc hàng ngày cần phải được chú ý. Làm ăn, hạn Huỳnh Tuyền sẽ mang tới khó khăn bất lợi sẽ dồn tới nếu công việc kinh doanh buôn bán bằng đường thủy hay liên quan tới sông nước. Vì Huỳnh Tuyền chính là suối vàng, tham gia vào các hoạt động kinh doanh, buôn bán trên sông nước sẽ cực kỳ nguy hiểm khi gặp phải nạn này. Tốt hơn hết nên tránh những hoạt động kinh doanh này để không gặp phải hậu quả khôn lường. Cuộc sống không nên liên quan tới tòa án, dù là việc gì hay vì ai, dù là đứng ra làm chứng hay có liên quan trực tiếp trong những rắc rối pháp luật đó, vì bạn sẽ gặp phải tai họa, mất tiền mất của, không có bình an cho gia đình. Khi gặp hạn Huỳnh Tuyền, người gặp nạn này sẽ dễ mắc bệnh tật, một khi có bệnh tật sẽ lại dẫn đến nhiều hệ lụy khác nhau. Bạn sẽ phải hao tốn tiền của vì thuốc thang, chữa trị, không những vậy còn tốn thời gian công sức, chẳng thể tham gia vào những hoạt động, công việc khác. Sức khỏe không tốt cũng dẫn tới không thể làm tốt công việc, kinh doanh, không đưa ra được ý kiến, quyết định đúng đắn, dẫn tới nhiều thất bại, khó khăn, thậm chí có thể khiến cuộc sống trở nên bế tắc. Ngoài ra, vì Huỳnh Tuyền là suối vàng nên tuyệt đối tránh xa sông nước. Tiểu kết, có cát tinh mộc đức che chở, con giáp này đón nhiều tin vui trong năm 2024, tài lộc đủ đầy, gia đạo sung túc, hạnh phúc. Nhờ vậy, đời sống tinh thần của bản mệnh được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, gặp hạn Huỳnh Tuyền đương số cũng nên chú ý tới phương diện sức khỏe, kẻo đổ bệnh tật bất chợt sẽ gây ra nhiều bất lợi cho cuộc sống, thậm chí hao tốn tiền bạc để chạy chữa. Ngay từ đầu năm, Tân Hợi hãy lên cho mình một kế hoạch rèn luyện để nâng cao sức khỏe. Quý anh cũng nên hạn chế rượu bia, thuốc lá, khi tham gia giao thông thì cũng nên chú ý an toàn nhé. Thứ 4, vận niên năm 2024 tuổi Tân Hợi, nam mạng. Năm 2024 tuổi Tân Hợi nam mệnh gặp vận niên hầu thực quả, tức khi ăn trái cây, báo hiệu một năm mới với sự may mắn, sung túc. Năm nay bản mệnh làm việc gì cũng được thuận lợi, sự nghiệp hanh thông, buôn bán gặp nhiều tài lộc, may mắn, khó khăn sẽ được người tốt ra tay giúp đỡ hay được quý nhân phù trợ. Gia đạo cũng hòa thuận, các thành viên trong gia đình yêu thương, đùm bọc lấy nhau, con cái hiếu thuận. Nhưng cũng không vì vậy mà được chủ quan, bản mệnh cũng phải tránh tin người, kẻo dễ bị lợi dụng, trong lời ăn tiếng nói hay cách hành xử cũng phải khéo léo hơn. Thứ 5, xem vận hạn năm 2024 tuổi Tân Hợi nam mạng theo tuổi âm. Hạn tam tai năm 2024. Tuổi Tân Hợi không phạm tam tai, vận trình năm nay ngày càng thăng hoa, công việc mở thêm và không gặp quá nhiều trắc trở, tiền bạc đầu tư lớn, hứa hẹn thu lợi nhuận cao. Hạn kim lâu 2024. Tuổi Tân Hợi không phạm kim lâu là tuổi đẹp để tiến hành làm nhà hoặc mua nhà. Nếu ai đang cô đơn lẻ bóng, có thể cưới hỏi trong năm cũng thuận. Hạn hoang ốc 2024. Tuổi Tân Hợi phạm hoang ốc, không tốt cho việc mua hoặc xây sửa nhà cửa. Tiểu kết, trong năm 2024, đương số chỉ phạm duy nhất hạn hoang ốc, hạn này chủ yếu ảnh hưởng tới ý định xây sửa, mua bán nhà cửa. Theo đó, bản mệnh không thích hợp để đứng ra tiến hành những việc nhà cửa đó, nếu vẫn muốn tiến hành thì nên làm thủ tục mượn tuổi để giảm bớt xui khí. Đánh giá chung về tử vi năm 2024, tuổi Tân Hợi, nam mạng. Những người tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, nam mạng, trải qua một năm đại hạn của cuộc đời là 53 tuổi, chắc hẳn vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Và rất may mắn khi mà năm 2024, Tân Hợi sẽ là một năm mà tuổi Tân Hợi, nam mệnh, có thể hồi phục và gây dựng lại những thứ mà đã bị mất mát trước đó.
Trong năm này, đương số hứa hẹn sẽ đón nhận một năm mới với nhiều may mắn và phúc khí vây quanh, do đó có các tinh phù trợ. Bản mệnh cầu được ước thấy, chỉ cần quyết tâm làm việc, không bỏ dở giữa chừng thì ắt gặt hái được thành công ngoài dự kiến. Sở dĩ nói, năm 2024 là một năm may mắn dành cho Tân Hợi, nam mạng, khi mà năm này Tân Hợi gặp bố cục, thiên hòa địa hòa. Cả thiên và địa đều hòa hợp với tuổi Tân Hợi, lại có thêm các tinh mộc đức cao chiếu, giúp bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền. Tài lộc dồi dào, sự nghiệp thăng tiến, công việc kinh doanh cũng rất thuận lợi, có thể kết giao được nhiều bạn bè tốt. Tuy nhiên, Tân Hợi cũng đón nhận một phần áp lực và trách nhiệm vô cùng nặng nề. Nếu không chú tâm, bản mệnh rất khó có thể gánh vác, đôi lúc con giáp này con muốn bỏ cuộc giữa chừng. Cụ thể về các phương diện chính như sau. Xét về phương diện sự nghiệp tuổi Tân Hợi, nam mạng 2024. Nhờ có vận quý nhân vượng, lại thêm nhiều các tinh soi chiếu, công việc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng có người giúp đỡ, ngoại giao tốt đẹp, có điểm báo thăng tiến mạnh về sự nghiệp. Năm 2024 này, bản mệnh có nhiều cơ hội gặp gỡ những người bạn bè, đồng nghiệp tốt, dù bước chân vào một môi trường mới, cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ, không bị bỡ ngỡ, bơ vơ. Những người giàu kinh nghiệm, sẵn sàng đưa ra cho Tân Hợi những lời khuyên hữu ích để bạn có thể vượt qua khó khăn. Hãy luôn giữ tinh thần cầu tiến, lắng nghe, học hỏi mọi người, rồi bạn sẽ có những bước tiến nhanh chóng. Người làm công ăn lương, có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp, các tinh hoa cái và thiên quan, mang tới các mối quan hệ xã giao hài hòa, được cấp trên đề bạt thăng tiến, có dấu hiệu tăng lương rất mạnh vào nửa cuối năm 2024. Dân kinh doanh, buôn bán, làm nghề tự do, sẽ có một năm kiếm tiền như hái, có thể cân nhắc việc mở rộng quy mô bằng cách hùn hạp làm ăn với người có cùng chí hướng, tỷ lệ thành công cao. Với ai có ý định khởi nghiệp, cũng nên mạnh dạn tiến hành, sớm muộn cũng gặt hái thành quả cát lành. Tuy nhiên, dù gặt hái được thành tích rực rỡ thế nào đi nữa, bản mệnh cũng chớ nên kiêu căng, ngạo mạn, coi thường người khác. Khi người khác có ý kiến đóng góp, bạn nên chăm chú lắng nghe, luôn chịu khó thay đổi góc độ, nhìn nhận vấn đề, học hỏi những kiến thức mới để hoàn thiện bản thân. Ngoài ra, một số thời điểm có tác dụng của ngũ quỷ hung tinh, chủ về phá hoại, cản trở, tiểu nhân hãm hại, hết sức thận trọng trong hợp tác làm ăn, nên ký tá giấy tờ rõ ràng, tránh mập mờ, kẻo phát sinh tranh chấp về lợi ích sau này. Xét về phương diện tài lộc. Tài vận của người tuổi Tân Hợi, nam mạng, ăn theo sự nghiệp nên được coi là rực rỡ, bố cục thực thần sinh tài, lại có các tinh cao chiếu nên tài lộc trong năm khá tốt. Dù làm trong lĩnh vực nào cũng có cơ hội thể hiện bản thân, tiền bạc hanh thông bất ngờ, khiến túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, thường không phải lo đến chuyện chi tiêu. Người làm ăn, kinh doanh tìm ra được chỗ đứng trên thị trường nên số lượng khách hàng, đối tác muốn hợp tác với bạn ngày một gia tăng một cách ổn định. Bản mệnh biết phát huy thế mạnh của bản thân nên không còn quá sợ hãi trước những chiêu trò chơi xấu của đối thủ. Thậm chí càng là khi khó khăn, con giáp này lại càng có quyết tâm vươn lên khẳng định mình. Tình hình tài chính tăng tiến rõ rệt khiến bạn ngày càng tin tưởng hơn vào định hướng của bản thân. Với những ai có ý định khởi nghiệp lĩnh vực mới thì cũng có thể xem xét bắt đầu ngay trong năm nay. Quan trọng là bạn cần phải vạch rõ các bước và các mục tiêu của mình, có như vậy thì khi gặp khó khăn cũng sẽ không đánh mất định hướng. Quá trình thực hiện tất nhiên không tránh khỏi khó khăn, song xung quanh bạn vẫn luôn có người sẵn sàng giúp đỡ. Khi mọi việc dần dần vào guồng, bạn cũng sẽ bắt đầu thu lãi. Với người làm công ăn lương, những thành tích nổi trội trong công việc giúp bạn có được một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá. Cấp trên chắc chắn rất hào phóng với những người nhân viên tốt, cống hiến nhiều cho tập thể như bạn. Có điều, dù túi tiền có rủng rỉnh đến mấy, bạn cũng cần chú ý trong chuyện chi tiêu. Tiểu hao cho thấy, nếu bạn tiêu tiền không biết tiết chế, thích gì mua nấy, chạy theo xu thế, thì chẳng mấy chốc bạn cũng sẽ tiêu sạch những gì mình có trong tay. Muốn phát triển bền vững, bên cạnh việc cố gắng làm ăn, bạn cũng cần chú ý đến lĩnh vực đầu tư hợp lý, tiết kiệm. Xét về phương diện tình cảm gia đạo. Đây là năm tốt nhất để quý anh Tân Hợi thêm sự lãng mạn vào đời sống tình cảm của mình, việc khám phá những điều mới mẻ. Những chuyến du lịch nghỉ dưỡng với nửa kia sẽ giúp mối quan hệ của bạn trở nên thú vị hơn. Ngoài ra, bản mệnh có thể tham gia vào các hoạt động nhân đạo để làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó, trong cuộc sống gia đình của Tân Hợi năm nay, nên chú ý tránh xa những cãi vã và xung đột. Bạn nên tôn trọng không gian cá nhân của người khác, đồng thời cho mình một không gian riêng để làm những việc riêng và là chính mình.
Xem tử vi tuổi Tân Hợi năm 2024 về mặt sức khỏe. Chủ về vấn đề áp lực công việc đè nén, khiến bản mệnh không đủ sức chống đỡ, đặc biệt là vấn đề nội tạng. Nếu không thể nghỉ ngơi đúng lúc, sẽ dẫn đến bạn rơi vào vòng tròn bệnh tật. Năm Giáp Thìn 2024 sẽ cần phải chú trọng nhiều hơn về vấn đề điều tiết sinh hoạt và dưỡng sinh điều độ. Về mặt ăn uống, tuổi Tân Hợi, nam mệnh cần giữ quy luật ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi thì nên ngủ sớm, dậy sớm, tập thói quen luyện tập thể thao. Khi tham gia giao thông thì nên tuân thủ luật lệ giao thông, không phóng nhanh, vượt ẩu để đảm bảo an toàn cho chính mình và cho mọi người nhé. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2024 dành cho nam mệnh Tân Hợi, sinh năm 1971. 1. Cách tăng cát khí của sao Mộc Đức theo phong thủy năm 2024. Sao Mộc Đức thuộc hành Mộc nên dùng màu xanh lá thuộc hành Mộc để tăng cường cát khí của sao tốt, chủ về sự nghiệp, hôn nhân, hạnh phúc. Bản mệnh có thể đeo trang sức đá phong thủy màu xanh lá như ngọc phỉ thúy hoặc cũng có thể dùng màu đen thuộc hành thủy. Mục đích là để thủy sinh mộc càng thêm tốt, cũng có thể đeo đá quý màu xanh dương hoặc màu đen như thạch anh đen, thạch anh tóc tiên đen, lam bảo, ngọc lam. 2. Cách giải hạn huỳnh tuyền năm 2024. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân, đồng thời cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý. Tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước, tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra, làm nguy hại đến tính mạng. Tốt nhất là không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ, đề phòng tai bay vạ gió. Trong năm, đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết, không may tai bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Cuối cùng, một trong những cách để hóa giải hạn huỳnh tuyền hiệu quả là việc tu dưỡng bản thân mình, trau dồi đạo đức phẩm hạnh, làm nhiều việc thiện, tích lũy công đức, phúc phận. Bởi nguyên tắc chung của việc giảm thiểu nguy cơ, tăng cường may mắn và sức khỏe, đó chính là tu nhân tích đức, làm nhiều việc thiện. Việc này không cần gặp hạn mới thực hiện, mà nên thực hiện thường xuyên, đều đặn để bồi đắp nền tảng, gốc rễ của phúc đức, vận may. Cuối cùng là thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Tân Hợi, nam mạng, trong năm 2024 này. Tu tâm dưỡng tính và hãy biết rằng, nghịch cảnh cũng là một cơ hội mà vận mệnh mang đến. Trên đời này chẳng có ai là hoàn mỹ, không chút sứt mẻ, chúng ta cũng chẳng thể được tất cả mọi người yêu quý, có người thích, có kẻ ghét, có người mến, thì sẽ có người bài xích, ai cũng đều mong cả đời sẽ trôi qua suôn sẻ, nhưng đó chẳng qua chỉ là một hy vọng xa vời mà thôi. Phật dạy, người sống trong thuận cảnh sẽ chẳng bao giờ thành Phật, đời người nếu như luôn xuôi gió, xuôi nước, không gặp phải bất kỳ gợn sóng lận đận nào, vậy thì không thể gọi là cuộc sống. Nhưng đối với những người bậc quân tử, người có trí tuệ cao thượng, thì hết thảy những tổn thương đó không phải là trở ngại, mà là vận mệnh gây ra, mà đó chính là món quà Bồ Tát mang lại để thử thách cho chúng ta. Dù không phải khổ đau, nhưng nếu có thể trải qua khổ nạn, thì tôi luyện được ý chí bền bỉ, đó mới chính là món quà quý báu mà cuộc sống ban tặng. Những kẻ tiểu nhân, kẻ ác tạo ra muôn trùng khó khăn, nhưng thực chất là giúp chúng ta tu hành, cho nên chúng ta cần phải mang lòng cảm kích nghịch cảnh. Không phải là bất hạnh, nên hãy bình thản đón nhận, mọi việc ta làm đều có trời cao chứng giám, bạn chỉ cần sống tốt, trời xanh tự có an bài. Đặc biệt, nếu ta có một tâm lý vui vẻ và lành mạnh, cũng là yếu tố then chốt để thay đổi vận đen và cũng là cách vượt qua nghịch cảnh. Khi vận số không suôn sẻ, thì vận càng đen, sẽ dẫn đến một vòng luẩn quẩn, vì vậy bạn phải kiểm soát và điều chỉnh cảm xúc của mình. Thay đổi thành tâm trạng tốt, thì niềm vui, bạn không vui, nhìn mọi chuyện theo hướng tích cực, chỉ cần bạn kiên trì, tôi tin rằng bạn sẽ sớm thay đổi vận mệnh. Hãy tin vào chính nghĩa và có chánh niệm. Chính nghĩa và lẽ phải được nói đến ở đây là trong khi bạn đang tìm kiếm niềm tin của chính mình, bạn không được có những lệch lạc về niềm tin dẫn đến những tình trạng bất lợi như mê tín, tà giáo. Ví dụ, nếu bạn tin vào đạo Phật, bạn nên đến một ngôi chùa gần đó để thắp hương. Ngôi chùa là một thánh địa yên tĩnh, linh khí rất tốt để gột rửa tâm ô uế, mê muội, loại bỏ thông tin xấu, trở về với bản ngã để tìm được tâm thanh tịnh. Chỉ cần bạn vững tin vào thánh ý của Đức Phật, tin vào quả báo, nghiệp báo và buông xả tâm mình là sẽ bình yên. Đừng lo lắng và phàn nàn, bạn cần vững vàng trên con đường thay đổi chánh niệm.
Một khi bạn bắt làm được rồi, tôi tin rằng trong thời gian sớm nhất, bạn nhất định sẽ gặp nhiều may mắn và mọi việc suôn sẻ. Chọn bạn tốt, ít bạn nhưng phải chất lượng. Nếu bạn có những người bạn tốt chính là đang tiếp xúc với những người may mắn và tràn đầy năng lượng tích cực, khiêm tốn và chăm chỉ, bạn không cần phải có quá nhiều mối quan hệ. Hãy kết thân với những người khiến mình cảm thấy vui vẻ, tích cực, phát triển và sử dụng năng lượng tốt của họ. Năng lượng tốt rất dễ lan tỏa và thay đổi hào quang của bạn. Nếu có được sự hợp nhất của từ trường may mắn, sau một thời gian dài, bạn cũng sẽ gặp được may mắn và thoát khỏi nghịch cảnh sớm. Con người khi gặp nghịch cảnh thường là khi vận khí không suôn sẻ hoặc kém may mắn là do nhân tố nào đó của bản thân và áp lực từ bên ngoài gây ra. Một khi những năng lượng tiêu cực này vượt quá năng lượng tích cực mà bạn có, chẳng mấy chốc bạn sẽ trở nên mệt mỏi và bị cản trở và rơi vào nghịch cảnh. Đừng vì cá tính của mình mà từ bỏ bản thân và đổ lỗi cho người khác. Hãy nhớ rằng, khi bạn không may mắn, rất nhiều ý tưởng và phán đoán của bạn có thể sai. Lời Phật dạy về cách đối mặt với cuộc sống và nghịch cảnh chỉ ra rằng, chúng ta phải chủ động có biện pháp, phát huy năng lượng tích cực của bản thân, sử dụng năng lượng tích cực của môi trường, cộng hưởng năng lượng tích cực của người khác để cùng nhau vượt qua những năng lượng tiêu cực này. Chỉ cần bạn dám đương đầu với nghịch cảnh và vượt qua thất bại, tôi tin rằng bạn sẽ gặp may mắn. Những người đang gặp nghịch cảnh ơi, hy vọng bạn sẽ thoát ra khỏi bầu trời u ám của chính mình, càng sớm càng tốt nhé. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội vàng giúp tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, nam mạng, đổi đời giàu có hơn người trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.